cha chỉ miệt xưa phục mai bằng phổ ông đặt ắt tí cột gọp an lời ngày ní cha nhom thở đầm na mọt đó cầm phong chàm cha cha chỉ tì rôm hạt muối cha đại lập bay lập mang nước nông bờ địa chi na chạ cầm chia dương cha hay trong phèp tha này cứ chỉ xuôn chả ba cha đại bằng phổ ông mai dương á na quạt đà cha hạt bàm thầy mùi mùi nó gọi miên cái lại lên cho mẹ con chân tơ lợi bóng phôn tờ mơ và mọt tờ lệ tặc tờ lệ mùi nhông nè thầy mong mà nó đai cứ mong tư tè phùm vấy bà kê chà thầy này cứ chỉ spin kỳ dồn nè chà hay cái chuyện nhông nâng tờ phóng hàng nơi kháng lớ chà thầy áo bóng phôn bàn khơn chà thà tất tập hiệp nơi thằng lớn viên kỳ dấu nà nó chà chùm ngài đi cái lại nhóm kê nó chà nơi lớn viên nâng với xa mạch ấy mạch chẳng á chà lời tới tốt xa nà mùa nhân tầng ốc nìa hay môn nâng nhóm chà chiên chương tờ cái lại kê chà nhóm còn một bà hai tất tập hiệp chà chàng sông chà nơi tam xuân chà ba nói tụi mày bong bóng bàn thường tịch dân phù thà xuân cho ba nơi khát phùng chám nít xa mên tên chà này cái miên đâm ca chà hay mơ tớ chà đây là nghiệp là ấy dương ạ đà chà rồi miên phiếp sọc sài nghe lời nhân tư lại thầy xào thị trấn à ni cư chỉ xuân chá bá à mọt lệ khai tập phong chàm hay ni cư thầy xào thấy dolphin trai cha này trai riết ô cha này cứ hủ rụp trai cha này trai riết này cứ chỉ rụp trái chá hay trái riết này cứ thơ nẹ cái nẹ bạc lý sọc sạc lên tên này mà hạt pram này tám xuân nâng chân tứ chà có mệt ai cũng mai bóng phôn bàn khơi một tích vì xuân chà này tận đây khách cái phong trang này anh chả cái xuân mọt tận lê ra mà đâu chả này ca cả đá cái đám á nó chùm rọc bò miền bò xo bò chuốc bò có hôm chà hãy đá một khắc nâng miền bò chuột đi cho mùi nâng bò sò chẳng tờ cả khắc nâng cứ lì chuột cho mùi nâng sò chẳng tờ chà cứ chùm rọc bò nâng vậy đây là một mũi tiền ông cứ cái đặt bằng đại ở giường cuối lế nhé nè chà smartness nhát cô ta bị cắt đá luôn nè bông bông còn hạt pram hào giường tứ chà còn có tớp tè chà tất cả cái hạt than còn riêng luôn thầy chắc đợi lại nhôm đấy chà ta có phong tật đau chà tốt xa nà nè chà tạm xuân hay ở vầy đây xâm khăn nó cứ chọn bằng hai nhau bông bồn bàn khơi chà phiếp sắc ạp cá chà phiếp sắc ạp chà rồi bọc
pin kỳ dồn ná chà phiếp trọc ạp chà nơ tam đo xuân chà mọt tuần lê cơ bông chám chà đo thông là vâng vơi chà này ngọt bàn thường chẳng á ná chà hay trọng bằng hàn ở cục mai bóng ôn chà để quận bàn chơi máu chà có xôm ở quận chà bàn tục sạ tặng ọc nì hô tha chà môn COVID nâng cứ tha nông cầm lòng về COVID nâng chà cứ tha clear ngay bị sọc chà anh chàng hai là ngày ní chà nhom bàn mà lên chà tiền kỳ rồi ná có trong phòng hang chà ở bóng bộ đầy nập sọc nập tê chà ở bàn khơi thằng ốc ní à ngày cứ luôn luôn chụp má lên về nhé là mong con nó cứ về mẹ tè nè nè chứ đào dừng chọc từ khổm chọn cho tư khổ mày vẫn cho tạm nâng tới tập bằng thầy bằng ấy dân tư cho tạm nâng tới chà này lời đẹp chia bố rộn chân ôm xong thang chân tư chà là ngay mà đo lúc lại ní chà hạ bệ đồ chỉ nơi địch mì bằng bệnh đái chà cứ nơi mà đông hàng ngọt tần lê chà cứ đôi khi á là ngày chấn ở đằng nam ấy chà ngày đi nhầm sờ bài chết nó về để nhầm bàn mà đào tật đầy thạch cái bông chàm chà hay màu bàn màu bằng hang chà à vậy để mây chà để bông bồ là bàn thứ nhá nè là ngày ở bông bồ bàn thứ chà là không thay như tay mà đó chà này thịt hà kìa này xuân nó rụt đầm rầy mình tì pet mê cống chà cầm bông chàm nên là lâu nhầm đau mà đo lại cái hai tha nghiệp bánh tập thấy cái phơ miên rụp rụp cha rụp tâm nạ thì cha làm cha miên buồn tư cha này rụp tâm nạ tí muối
ចាការអភិវឌ្ឍអត្តន័យនៃពាក្យកំពង់ចាមចាកំពង់ចាមខ្លាយពីពាក្យកំពង់ចាមចាដោយសារភាសានិយាយពាក្យថារងចាំអាចជំនួសពាក្យថាចាំទើបប្រជាជនយើងរស់នៅទីនេះទម្លាប់ហើយតៗគ្នាកំពង់ចាមចានេះគឺអត្តន័យណាហើយរួចទាំងអស់នេះគឺបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋចា ដែលគាត់មករងចាំចាការធ្វើដំណើរចារបស់គាត់ចាទៅត្រៃមកខាងទៀតហ្នឹងហើយដោយអត្តន័យដែលគេបានផ្សេងចាកំពង់ចាំឬកំពង់រងចាំចាគឺជាកន្លែងមួយនៅក្បែរមាត់ទឹកដែលគេចាំគ្នាដើម្បីធ្វើដំណើរបន្តឆ្ពោះទៅកាន់ទីណាមួយឬតំបន់ណាមួយទៀត ដូចនេះគេបានប្រើពាក្យនិយាយថាកំពង់រងចាំក្រោយមកច្រើនតំណតទៀតពាក្យនេះក្លាយទៅជាពាក្យកំពង់ចាមដោយហេតុថាជនជាតិមួយចំនួនមកប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នានៅទីនេះអានឬនិយាយមិនច្បាស់ពាក្យនេះក៏ក្លាយទៅជាពាក្យកំពង់ចាមចានេះគឺជាអត្តន័យណាឥឡូវយើងទៅទស្សនានៅពាក្យស្លោកចា ពាក្យដែលគេសរសេរចាបន្តបន្តទៀតតែម្ដងចានៅទស្សនាមួយខ្ញុំតានេះគេដាក់ថាបញ្ជាក់នៅសម័យនោះកំពង់ចាមជាទឹកដីកោះឬជាទួលដែលជាកន្លែងសំចតមានសំពៅទូកដោងដើម្បីចាំគ្នាតែប៉ុណ្ណោះយូរយូរទៅ នាំគ្នានិយាយតៗគ្នាថាកំពង់ចាំឬកំពង់រងចាំកំពង់ចាមហើយឈ្មោះចាកំពង់ចាមនេះតែម្ដងដែលហៅថារាល់ថ្ងៃມັນមានតកតងឈ្មោះជនជាតិភាគតិចរស់នៅតាមដងទន្លេនោះទេចាដកស្រង់ពីឯកសារបារាំងចំនួន 1907 ចាឥឡូវយើងមកក្លែកមកកន្លែងនេះវិញតើគេសរសេរអីឥឡូវបងប្អូនចាតើអានមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចានេះចាអ្វីដែលគេសរសេរនោះគឺគេសរសេរថាក្រោយមកប្រជាជនចេះតែប្រមូលផ្ដុំគ្នាច្រើនមករស់នៅទីនេះនាំគ្នាបង្កើតជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មផ្លូវទឹកយ៉ាង សំខាន់នៅសម័យនោះហើយពាក្យកំពង់ចាមក៏คล้ายទៅជាកំពង់រងចាំហើយក្រោយមកក៏คล้ายទៅជាកំពង់ចាមមកទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតែម្ដងចាអូហូយអត្តន័យមែនតើណាបងប្អូនណាអត្តន័យខ្លាំងចាឥឡូវយើងក៏លេខទៅកន្លែងមួយទៀតចា ចាឥឡូវយើងធ្វើដំណើរមកដល់រង្វង់មូលនេះ
cứ chỉ tì bà chung chun. Nhóm màu bằng hàng chả tất tập hiệp chả nợ bị lơ chả chả thả kia này ấy chẳng bằng hàng nhảy bằng bộ bán khơn chả tất tập hiệp đèn tất tập hiệp khắc khắc chả nợ bài kháng spiên kì dô nà chả này bên kỳ dấu nam nó cũng quên miền tên thật là nó khai có cũng chám á nè ngày chả hay tập tập lế như thật thôm miền tên nhà này cái spin này cũng quên chả này rồi ngày này mà bà hà nhau phục mai bông ốn chả bàn tôi xin là cho mùi nhôm nó cứ thân lưu chả đây khang này cứ xuống về giúp về phật về gì chơi chân tư chẹt chẹt nâng cứ kỹ năng hạt pran hay khmer khmer nhưng cứ quật mà lên cái này cha xuống cục ma quật cha cái thơ xuống đúng hai tam mọt tầm lê chân là hô chân tứ cha sầm mẹp ao dương nữa đa hạt pran bậc bậc lang là ngày hay khẩn nạp mà đi đái cứ bị chia bộ ra dương cùng một phơi tầm na cha chlong cắt pin kỳ dô na đồ quen cha để thật được không khai cập cùng chàm thì ấy cha hay vậy để sầm khăn lúc cha bong ôn khơi tha spin đi miền lạc cầm nặng về chỉnh kề hay dương khơi hái tha nơi không khai cập cùng chám cứ lịch lô chả clang bom hot spin kỳ dấu na ni anh chả này ngay à thay quen men tên là bằng phố nó cứ thập quen men tên tại mà đó nè khơi nhé
nè nên nhom mờ vì cái tuổi khang ní cha là hồ chân tờ nó đọt đại cái tuổi nè tên mà đòn cha hả nhé cha đây nè phở nó cha khát cung cha mà lỡ cứ thập lại mền tên hay cha cứ tha ri ai đó bố phụ tiệc vinh cư cha có hôm cha ăn cha ư cha bọc sát tạc bương hay tiệc buộc bùa là ngay hay miền khăn đô miền giấy tớ cứ tha khóc bì môn cha ai mền tên dương mà lên khai cái phong chám chà tè có chia phô rốt cặp lại nè ngay khơi tham mê lạc nạ sạc sạc đó nè dục mấy nâng nhầm từ bà sạc chà nó có chà bà chây thật là không tìm được khách có phong trăm này anh hay chùm ngái nâng cư chà mà phây cái lô chà vì khách có phong trăm từ bà sản cô bà cháy á ná nâng ai hay tất đo sát ná bóng tố nó bà sát
cha là dương thơ đầm na mà đo đồng vùng mũ niệm cha ni cứ chỉ tì bà chung chun ចារហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃក៏រហូតតទៅថ្ងៃអនាគតដែរអញ្ចឹង
ចាសរយៈពេលនៃការសាងសង់ស្ពាននេះរួចរាល់ចាគឺអស់រយៈពេល3ឆ្នាំ តែន តែន ឥឡូវដល់ចុះហើយចង់ដឹងថារយៈពេលនេះយើងបើកពីត្រើយខាងត្រើយមកខាងមកត្រើយមកខាងទៀតចាមានចម្ងាយប្រមាណនាទី
bông mùng ở chỗ mà đó thì luôn khai bông mùng mất năm bông á ជំរាបលា. បាយបាយ.